bạn, hôm nay chúng ta sẽ học điệu sọt rải âm cách số 2 đàn bằng ngón tay hay còn gọi là finger. Cái tấu của nó như sau. Các bạn sẽ đàn sao nó quát như sau. 6 5 4 3 2 1 2 3 6 5 4 3 2 1 2 3 6 5 4 3 2 1 2 3 nó quát cho chỗ 5. 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4. Dây số 4. 4 3 2 3 1 3 2 3. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn thật chậm. 6 5 4 3 2 1 2 3 6 5 4 3 3 6 5 4 3 2 1 2 3. Dây bát số 5. 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4. Dây bát số 4. 4 3 2 3 1 3 2 3 4 3 2 3 1 3 2 3. Chúng ta sẽ thực hành với những hợp âm như sau. Son trưởng. Hợp âm mi thứ. Hợp âm la thứ. Hợp âm rê trưởng. Đàn bằng ngón tay hay còn gọi là finger. Đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.